chưa solo nữa mọi người. Ok, không biết chị em mình sẽ như thế nào đi nữa. Thôi chị em mình ra chào. Ui, cái súng em. Ui, sao súng em nhìn lạ vậy? What the hell? Ok, em xong rồi nha. Ok, em sẽ cho chị xem cái súng của em như thế nào. Trời ơi, mình dễ thương. Mình bật khiên lên trước luôn mấy bạn. Đó, mình tặng xin cái khiên trước luôn. Wow, quên mất con. Sam là có khơi ăn con mình không có nha. Đây, chị đâu rồi? Quên như nào? Em ra giữa đây, nè. Ôi, có cái pháo bông nè. Ồ, chị đâu? Đang tới nè. Ôi, có thằng Vinh nè. Oh my god. Ôi, chị thấy thằng Vinh nè. Sao mà chị xem đây, em chỉ là thần chết. Lấy thằng Vinh này sao? Đây, súng của em nè, súng của em nè. Ủa, chị thấy súng em đâu? Chị cho tải hình. Trời ơi, ông đại skin sống gì hết trơn á. Trời, ok, bây giờ hôm nay chị cũng bắt đầu. 3, 2, 1 lấy sao? Em lấy rồi. Ủa, gì vậy? Ok vậy. Ok rồi, solo nha. Ok. Hello. Em mà trời ơi em lẻ lắm. Rồi. Trời có cái sim chắc có cái... chắc là do cái súng của sim. Ok, mình thấy súng này. Đây là cái khẩu súng này coi. Mấy súng này nó vẫn tiện mọi người nên mình nghĩ cũng ok á. Khẩu súng này là người ta bắn tầm gần rất là ngon nè. Ok. Nhưng mà không biết là bắn tầm gần được không. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái UMP. Thật sự UMP nó khá là vẫn là tuyệt đối với mình đó mọi người. Mình cứ khóc hoài vậy. Ok. Rồi mà cái lưỡi hái. Mình thấy cái lưỡi hái này hơi bất tiện. Cái là sao thì thấy mình ở khắp mọi nơi mọi người. Cái gì? Cái lưỡi hái thì thấy em rất là rõ. Vì là khá là bự á. Người em nhỏ hả? Không, cái lưỡi hái này nó sẽ cho chị thấy em ở đâu á, vì nó bự quá. Đấy. Thế không, chị không nhìn thấy em luôn. Chị đừng nghĩ vậy. Ôi. Ôi, chị kiếm cháu ở đâu đó mà. Yeah. Ý kỳ á. Trời ơi. Ok. Nó lên tí. Ok. Ok, làm sao các bạn? Ui, mình chưa mua đồ mà. Mình chưa mua đồ. Ok, mình sẽ mua. Jim có một cái lợi rất là nhanh, nó bắn rất là nhanh các bạn. Đó, còn mình không bắn nhanh được nhưng mình sẽ sách chặn bắn tỉa. Cái này mà bắn trúng đầu là tiện cái là mất mạng luôn các bạn. Nhưng mà phải chuẩn. Súng này phải bắn phải chuẩn. Đó. Mình hết skin súng kia rồi. Ok, mình dùng mảng xà vậy. Yeah. Mảng xà cũng được. Ok. Mình quên. Chị gái ơi, nữa. Ở nét cha chị ơi. Có thùng thỉnh kìa, chị tới thùng thỉnh kìa, chị lấy đi. Chị thấy đâu? Đây, chị thùng thỉnh nè, chị thấy không? Đâu, chị đâu rồi, chị thấy em nhảy không? Lắm nhưng mà bây giờ chị mà tin tưởng bây giờ chị có ít nhất cho chị một màn này, chị gọi lại chị có lòng tin này không, ít nhất cho chị lại nhục phải không, nó coi như là màn nó đẹp để nhục đi nhục kế phụ nhục gì không, nó là sự nhanh nhẹn rồi sự dối trá. Ok. Sự im lặng kiểu vậy. No. Yes. Mình chỉ để cái gần thôi, mình nghĩ mình đang đứng xa anh bắn. Chị lấy cái lưỡi hái của em hả? Thôi bây giờ trận này mình sẽ chơi lưỡi hái không sao? Chị muốn chơi kiếm không? Kiếm mà cũng được. Ok. Mà lưỡi hái lấy đâu vậy? Nó cái thùng thánh á. Bây giờ chị đem đi kiếm thùng thánh này, chị sẽ có cái lưỡi hái. Ok. Ok. Bây giờ mình vẫn xin phép dùng bông keo và lựu đạn các bạn. Thật sự mình cảm giác rất là khó mà dùng hai cái đó. Ok, thật ra mình cũng hay dùng á nhưng mà giờ mấy cái lưỡi hái đi ngầu thực sự luôn á các bạn. Như nè, ta. Chị em đi lưỡi hái rồi, chị đâu rồi? Bây giờ chị cần đi tìm
Trời ơi các bạn đi đúng ngầu luôn á trời. Ok. Ôm tính à? Ôm tính, sao nó rớt dịch kỳ vậy? Đây, cái điều đâu? Ôi chứ có lưỡi hái hả? Trời chị mày. Yeah. Yeah. Chị tặng cho em từ từ. Mình chơi đấm nhau đi em. Ok. Sao cô đấm mình nó có màu sắc vậy đó? Số 3 em. Đấm nhau vậy? Em chơi em gì vậy? Số 3 Số 3. Ok. Ôi chị. Đem chơi đếm gỡ sống ra. Từ gửi mẹ không? Okay. Chưa. Đây. Dứt đồ đi em. Sao mình nhiều đồ quá mọi người? Sao ủa cái gì vậy? Sao biết thấy cái cây vậy? Em không biết. Để mình gỡ này ra. Ủa hay vậy? Từ ok, rồi. Cây sao? Ok, rồi, vô. Đây. Chị làm gì vậy? Thi bò. Hai ba. Ủa sao mình lại cầm lưỡi liềm? Ủa lưỡi liềm của ai á? Của em. Của em. Ok, mình sẽ chơi game vector. Vậy là mình cũng chưa lâu rồi chơi vector. Mình sẽ chơi thử nha. Ok, vector. Ủa sao cầm hai tay vậy? Ủa? Đi vậy? Đây. Sao mình lại khóc nữa? Ok, mày khóc hả? Rồi em đang khóc rồi. Ok, sẽ chơi Nhật vector. Bản, konnichiwa. Konnichiwa. Nghĩ hót luôn mấy bạn. Trời quý tờ gây. Dạ nghĩ hót luôn mấy bạn. Oh my god. Trời thấy em không? Thấy em không? Ủa tính ra là đó thì một phần là do gọi là sao không có khéo léo mọi người nên đúng rồi sao? Nhưng mà thật sự chơi lại hai tụi mình cũng không đù lắm thì biết sao mà biết sao tại vì lúc mình trước khi mình chơi lại heo tim đã dọa hai tụi mình kiểu trời ơi hội chị anh em cũng sao như hội chị em á chơi là trời ơi, bị đù lắm bị không biết chơi giết chân vô là trời ơi cầm cái súng không nổi luôn cỡ tôi nghe mà tôi cũng buồn quá các bạn nghĩ sao mà cầm cái súng mà cũng không nổi mình mọi người anh em chơi mình trời ơi trời nghe mà tắt cái mắt luôn bạn ơi nói chung là hôm nay trận battle này em thấy sao? Em thấy là trình độ mình cũng nói chung là trong tự quay này nọ đúng không? Trong hai game mình thì mình thấy mình vẫn giữ cái phong độ nút của mình đấy đối với mình vậy tức là vẫn bắn được với bạn biết sao lúc mình chuẩn bị trở lại với Free Fire á anh dịch chê mình trời ơi xin ra thì biết bắn sống được vô cái nằm cái eo trời trở vô cái eo tức dễ sợ luôn sao chê mình mở rồ thôi mình nghỉ video này thôi bây giờ mọi người ở clip sau lại với nhóm hàng muốn mình với Sim Solo đừng quên có một video nha bye bye. À, sắp thắng rồi. Cố lên. Hello mọi người nha.